2018 thì em có bé. Trong cái quá trình mà em sinh bé bên phía chồng em á, thì là cái thời gian đó là cũng gọi là không còn đầm thắm với nhau nữa. Và trong cái lúc mà mình chăm con thì là nhiều khi cảm giác là mình là mẹ đơn thân từ lâu rồi ạ. Hai vợ chồng hay cãi nhau này rồi dẫn đến ly hôn. Còn cái thì sao? Con em nuôi. Chào đón quý vị nhé, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Thưa quý vị, và bây giờ thì hai nhân vật của chúng tôi cũng đã có mặt đầy đủ rồi. Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình ngày hôm nay nhé. Rồi, mời em gái vô trong nha. Rồi, mời cả hai bạn tháo mặt nạ của mình ra nha. Rồi, em, bây giờ mình sẽ giới thiệu và nói lớn to rõ cho bạn bên đây có thể nghe được thông tin của mình nha. Mình tên là gì nè? Dạ, em xin giới thiệu thì em là Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1983, em đến từ quê hương Hà Tĩnh. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại ở Bình Dương. Hiện tại công việc của em đang làm bảo trì điện cho một công ty tập đoàn thép. À, bảo trì điện hả? À, đúng rồi. À, ở đâu? Cụ thể là làm ở đâu? Ở Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Bắc Tân Bắc Uyên. Tân Uyên. Dạ. À, là Bình Dương, nó là Đồng Nai. Ở Bình Dương. Bình Dương, Bắc Tân Uyên ở Bình Dương. Mình vào trong Nam lâu chưa? Dạ, em cũng quay trở lại hồi trước thì em ở đây cũng lâu rồi, nhưng mà sau thời gian về em mới quay lại được đây được gần 2 năm. À, là lúc trước đã ở đây, rồi sau đó về lại Hà Tĩnh, rồi sau lại vào lại. Lý do tại sao mà có cái sự thay đổi đó? Tại vì nói chung cuộc sống ở quê hương thì nói chung này, trong công việc em thì làm bảo trì điện nên ở quê đó cũng khó. Cho nên em muốn là quay trở lại ở miền Nam để lập lại cuộc sống. Ừ, lần này là giờ cũng rào tạm để coi tình hình sao, hay là quyết định lập nghiệp ở trong này luôn? Dạ, hiện tại em đang làm công ty ở trên đó cũng đang ổn định. Rồi, có nghĩa là sẽ lập nghiệp ở đây phải không? Yeah. Hay là cũng chưa chắc. Nói chung thì trước mắt thì đang cố gắng. À, bây giờ đến thông tin của em gái nha. Dạ, em giới thiệu nha. Em chào chị Tường và bạn trai bên kia. Em là Nguyễn Thị Kiều Nga. Em năm nay em 32 tuổi. Hiện tại thì em sinh sống là đang ở quận Gò Vấp. À, và em trước kia thì em cũng làm được 6 tháng ở bên bảo hiểm Manulife. Mới hiện tại đây thì em mới chuyển đổi qua làm buôn bán kinh doanh thêm bên bảo hiểm Vietlott á. Là mình làm đối tác của Vietlott luôn. Thì và em thấy là qua cái công việc như vậy thì mình sau này mình sẽ có thời gian mình dành cho gia đình nhiều hơn. Quê mình là ở đâu em? Quê em thì em ở trong Hà Tĩnh. Em thì em sinh sống, em lớn lên thì là ở ngoài Hải Phòng. Và em cũng vào Nam lập nghiệp thì cũng phải được khoảng tầm 6 năm nay rồi ạ. À, trước khi mình làm những cái công việc đó thì bây giờ mình ở trong này là mình ở với ai? Hiện tại thì em giống anh bên kia là cũng qua một lần đò. Thì nói chung là cái thời gian mà bây giờ hiện tại thì em cũng đang ở với cả ba mẹ và một bé. Bé nhà em năm nay thì được bé trai được 4 tuổi rồi. Là thì cũng đang ở với mẹ và tạm thời thì nuôi bé như vậy. Rồi. À, điểm mạnh điểm yếu của Tuấn là gì nè? Theo như đánh giá của bạn bè thì em là một con người sống rất hòa đồng, rất nhiệt huyết. Trong công việc thì nhiệt tình. Điểm yếu của em thì là có nghĩa là nhiều khi gặp những người lạ em không được tự tin lắm. Với cùng có một chút hơi nóng tính. Hơi nóng tính. À, rồi bây giờ em vào trong Bình Dương này là em ở với ai? Dạ hiện tại em đang ở với một bạn em làm chung công ty. À, là mình thuê trọ mình ở. Dạ. Cũng có thời gian em đi ở bên nước ngoài thời gian. Đi đâu? Làm công việc gì? À, em qua Đài Loan làm việc ở bên đó. Sau khi em làm bên đó không thành công rồi em 2 năm em lại quay về. Em cũng có đứa con nhỏ hiện tại đang con gái đang ở ngoài. Hiện tháng em cũng gửi tiền về lo cho con cái. À, con ở trong bà nội hả? Con ở bà ngoại. Dạ. Cháu là được mấy tuổi rồi? Cháu được năm nay được 12 tuổi rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Điểm mạnh thì em biết chăm lo gia đình này, biết nấu nướng. Chứ mà hướng về gia đình là người là một người phụ nữ truyền thống luôn đấy chị. Còn điểm yếu thì em cũng có một chút tội tương đương giống anh bên kia là cũng gọi là đi làm, nhưng mà từ lúc bắt đầu em làm bước sang làm bảo hiểm thì gọi là mình cũng bớt được chút rụt rè trong giao tiếp. Trước kia thì em cũng vậy, là em cũng đi làm kế toán là em cũng không có giao tiếp nhiều và em cũng rất là ngại đi chơi luôn và hay một thứ luôn.
giờ dạ. đỡ hơn nhiều ha. Dạ, thay đổi dạ. nghề nghiệp thì con người mình cũng thoải mái hơn. Dạ. Dù là những người đã gãy qua một lần đò thì có thể mình sẽ đồng cảm với nhau hơn. Bây giờ quay lại với em trước nha. Em kể một chút xíu về cái hôn nhân của mình nó như thế nào nè, kéo dài bao lâu mà nguyên nhân tại sao lại ly hôn ạ? Lúc đầu thì em và bạn gái gặp nhau ở tại đất Bình Dương, lúc đó em đang đi học vừa học vừa làm, tìm hiểu nhau và đi đến kết hôn năm 2009. Đến hết 2015 thì bọn em ly hôn. Tính cách của người phụ nữ nhiều khi nó cũng không có nói như gì ăn nói, nhiều khi cũng không có nỡ quá nó. Cho nên là dẫn đến hai vợ chồng hay cãi nhau này, rồi dẫn đến ly hôn. Còn cái thì sao? Con em nuôi. Mà sao giờ lại là ở bên ngoài? Tại vì chị biết em đi làm ở trong công việc này thì em đi làm suốt, không có ngày nào em ở nhà để con thì con gái mà để ở trong phòng thì không được. Cho nên là đưa về gửi cho bà ngoại. Tại vì bà ngoại giờ còn hai ông bà nên con cũng thích ở bà ngoại, cho nên đưa về gửi cho bà ngoại. Chứ còn mẹ ở đâu? Mẹ nó thì đi lấy chồng rồi. À, còn bên nhà mình thì sao? Bên nội mình không có nuôi chăm cháu được hả? Bên nhà em thì mẹ mất sớm, mất vì lúc em đang còn nhỏ. Cho nên bố thì đi lấy gì khác nên hiểu rồi, cho nên là dạ. cũng may có ông bà ngoại ha. Dạ. Cũng bảo bọc được cho cháu. Mình là không có bà nội, ông nội thì cũng đi. Rồi bên đây thì rồi hiểu. Chị tưởng nãy chị chia sẻ, nghe em chia sẻ thì chị tưởng đâu là con là ở với mẹ nó, với ông bà ngoại luôn. Như vậy là chỉ có ông bà ngoại thôi. Mình có thường xuyên thăm non con không? Dạ, hôm bữa hè nghỉ học thì em cũng có về thăm con. Rồi mình có dự định tương lai sau này của con là mình có sắp xếp như thế nào? Có định là đưa về ở chung hay là cứ gửi ông bà ngoại? Sau này ví dụ như em có chỗ ở ổn định thì em sẽ đưa con em vào. Còn trước mắt thì con gái nó lớn rồi thì nó cứ để cho nó học ở ngoài kia đã. Mình muốn tìm một cái người trong tương lai của mình là người như thế nào nè? Em đã từng là đổ vợ như thế thì em cũng muốn một tìm người đổ vợ cùng hiểu được cái hoàn cảnh của em, cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc sau này. Em có muốn có thêm con không? Dạ chắc chắn rồi chị. Nếu mà hai người đến với nhau thì đó là cái dây kết nối thơ hồng mà. Có ngại cuộc sống chung mà có con anh, con em rồi con của chúng ta không? Không ngại, em cũng đã từng là sống ở trong một gia đình như vậy rồi. Cho nên những vấn đề đó em không đặt thành vấn đề. Em chắc cũng nghe hết những gì anh chia sẻ rồi ha. Dạ. Rất là chân thành. Còn mình thì sao? Em kể về thì, cái hôn nhân của mình. Em thì em có hai mối tình. Em thì em cũng trải qua 2 năm, gọi là nghĩa là kết hôn từ năm 2017. Và đến năm 2018 thì em có bé. Trong cái quá trình mà em sinh bé bên phía chồng em á, thì là cái thời gian đó là cũng gọi là không còn đầm thắm với nhau nữa. Và trong cái lúc mà mình chăm con thì là nhiều khi cảm giác là mình là mẹ đơn thân từ lâu rồi ạ. Sau đó khoảng tầm cũng bỏ lửng khoảng tầm hơn 2 năm sau thì em cũng chia tay. Lúc mà tòa xử thì là xử mình nuôi con luôn hay là sao? Là em phải chấp nhận là cho người chồng là nhận cấp dưỡng nuôi con. Em thì em tạm thời gọi là mình sẽ không nhận là nuôi con, mà mình chỉ gọi là chăm bé. Khi nào bé đủ gọi là có thể là anh ấy chăm được và mình đi bước nữa thì phải trả lại. Thì anh đó mới chấp nhận là để cho em thuận tình. Về kinh tế bên em thì em ổn hơn chồng em. Vậy tại sao mà mình... Nhưng mà người ta bây giờ là bắt buộc phải như vậy thì mình mới được chấp nhận ly hôn. Rồi bây giờ thì em muốn tìm một cái người chồng tương lai như thế nào? Thì em cần người đàn ông luôn luôn chân thành, luôn hướng về gia đình. Cho dù là có khó khăn như thế nào thì hai vợ chồng luôn luôn đồng hành với nhau xuyên suốt quá trình lúc trẻ đến lúc già. Có tiêu chuẩn gì về người đàn ông không? Cũng nhậu nhưng mà nhậu gọi là đủ thôi. Giao lưu thôi ha. Dạ. Mình có ý định sinh thêm bước con nữa không? Nếu như theo ý của anh thì em thấy là còn trẻ thì nếu mà mình có bé thì sẽ có một cái sự gắn kết với nhau, thì nói chung là sẽ thông cảm và hiểu nhau hơn. Đó là mình đưa ra để mình nói cho đối phương hiểu thôi ha. Dạ. Rồi ăn thua là cái duyên gặp nhau rồi có ưng hay không là còn nhiều thứ khác nữa. Đâu, có hình ảnh gì không cho chị Tường coi với. Em cao mét mấy hả em? Em à? À, em cao tròn 1m60 chị ơi. À, em có chú trọng về bề ngoài không? Khi mà tiêu chuẩn lúc đầu em đặt ra là trên 1m6. Nhưng mà nếu như mà gọi là xê dịch thấp xuống xíu thì em nghĩ chắc là cũng không có vấn đề gì cả. Đây tôi thấy có 3 chàng trai, chọn thử đi. Thế còn em trai, em có cái chú trọng về ngoại hình không? Như thế nào không? Quan trọng lắm, nói chung là một người phụ nữ nhìn dễ dễ tí được rồi. Dễ dễ tí rồi.
có ba cô đó, em lựa đi coi có chọn được cô nào không. Đâu em gái, theo như em thì em nghĩ là anh nào? Em thấy thì mét 6 thì em nghĩ là chắc có thể là anh nói. Chứ theo đây? Em nghĩ thì anh chắc là anh này. Anh áo sọc caro gọi là đậm đậm người. Đậm đậm người. Cứ cầm đi nha, coi phải không dạ. Nha. Anh caro đứng bìa. Còn bên đây, cô nào? Em hả? Cô ở giữa. Tại sao em chọn cô ở giữa? Là mình thích hay là mình đoán hay không, là... Tại vì em cũng cảm nhận thôi. Cho vui thôi, để xem cảm nhận của hai bạn ngày hôm nay có đúng hay không nha. Hãy nhìn về cửa trái tim. 1, 2, 3. Xin chào anh. Lần đầu gặp em, anh em có bó hoa muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em thì em cũng buổi lần đầu gặp anh thì em cũng có một chút quà nho nhỏ gửi tới anh ạ. Dạ, tặng dễ thương quá ha. Rồi bây giờ cái sai rồi nè, giờ sao, đúng không, đúng không? Cổ đâu? Dạ, cô là người này. Sai nữa, phạt người nặng người, luôn. Người sau cùng. Trời ơi, phạt nặng luôn, bây giờ phạt gì đây? Bây giờ hát vô luôn cái cho vui nè. Em gái hát nha. Thôi chắc là để bữa khác gặp anh chắc em sẽ hát sau đi. Gặp anh thì em khá là run. Đúng. Rồi vậy thôi anh phải hát này, còn không là anh hít đất đó nha. Anh có bạn gái, có chị ở đây cùng ở đây, em cùng gửi tặng với một đoàn. Rồi, em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa. Ở nơi anh thăm đường tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Ôi được chưa? Em có về xứ Nghệ với anh không ha? Đây cũng ở trong miền Trung luôn rồi, cũng xứ Nghệ luôn rồi. Rất là vui. Thì bây giờ không biết là cho chị hỏi em, cảm nhận đầu tiên của em khi gặp ảnh như thế nào? Em thấy anh khá là hiền, chân thành. Ừ, trong mình em cũng như vậy. Tôi sẽ tạo cơ hội cho hai bạn trò chuyện với nhau, nói nhiều hơn một chút để hiểu nhau hơn một chút. Thời gian nó ngắn lắm, hai bạn cố gắng tranh thủ nha. Cái gì mình không hiểu hoặc mình muốn thắc mắc, mình cứ mạnh dạn mình hỏi, đừng ngần ngại gì hết. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn sẽ cùng dùng chung với nhau một bữa cơm tại chương trình. Mình vừa ăn mình vừa trò chuyện, ít phút nữa là chị Tường sẽ quay lại. Nhớ nha, có cái gì thắc mắc mình cứ hỏi nhau. Và đây là chị Tường để sẵn hai cái lá bài. Đây là hai cái nội dung của chương trình. Mình lần lượt mỗi người bốc một cái nha. Mình đọc lớn lên rồi cả hai cùng trao đổi về hai cái nội dung ở trong đó. Rồi xin mời quý vị thưởng thức. Hiện tại anh đang ở chỗ An Phú, Bình Dương. Hiện tại em ở đó mà em đi làm có xa? Em thì trước kia thì em đi làm cũng không xa lắm, nghĩa là gần nhà khoảng tầm 10 đến 15 phút, cách đó khoảng tầm 3-4 cây rồi. Anh ở An Phú nhưng mà anh đi làm ở xa lắm, anh đi cỡ 25 cây, sáng 6 giờ anh đã đi làm rồi, 8 giờ anh đi về. Thì thời gian anh đi làm như vậy thì em có ngại gì không? Em thấy là nếu mà mình chăm chút về công việc như vậy thì cũng không có vấn đề nhiều lắm. Có thể là mình sẽ dành cho nhau thời gian cuối tuần và những lúc rảnh rỗi thì có thể anh sắp xếp thời gian cho nó hợp lý. Thì em nghĩ là cũng rất là tốt. Anh hầu hết như anh không có thời gian luôn á. Công ty anh là làm 12 nghỉ 24, còn lại là chỉ có ban đêm thôi, ban ngày là anh đi làm ngoài riết. Anh đi xuyên suốt luôn á, chỉ có về ăn cơm xong cái là anh lại đi vào công ty, xong rồi sáng lại ở công ty, xong anh về anh lại cứ đi. Thời gian của anh là như thế đó. Em có thể là đấy là anh sống độc thân một mình, nhưng mà đến khi trong một cái thời điểm mà mình cảm thấy là tìm được một người phù hợp rồi thì mình sẽ cân chỉnh lại thời gian, nó sẽ hợp lý hơn. Cảm ơn. Dạ. Tôi mời em đi. Dạ, em mời anh ạ. Nếu con bạn không thích người yêu bạn đang quen thì bạn làm gì? Không, cái đó là phụ thuộc vào anh mà. Anh là người bố mà, cho nên cái đó em cũng không phải suy nghĩ. Con anh thì nó không có nữa thì anh thể tìm cách giải thích cho nó hiểu. Chứ cái đó không có vấn đề gì cả. Dạ, theo như anh chia sẻ như vậy mà thì em nghĩ là nếu mà bố có một cái niềm vui mà sau này về lâu về dài có người chăm sóc và nương tựa thì em thấy là đến được với một người phù hợp thì em thấy cũng rất là tốt. Đây có câu hỏi là bạn sẽ làm gì nếu phát hiện người yêu của mình có người khác? Em sẽ làm như thế nào? Chắc khó có thể là người phụ nữ nào có thể chấp nhận được. Cho anh hỏi câu, ví như sau này em có đến với anh, ví như sau này anh muốn về quê ở thì em có...
Nếu mà về vấn đề mà về quê ở thì em nghĩ là chắc là phải theo thời gian. Tại vì theo như lúc đầu anh chia sẻ thì là ở quê thì nói chung là việc thì mình ở đâu mà mình thoải mái thì em nghĩ là chắc là sau này có một cái độ tuổi nhất định thì mình về quê thì sẽ hợp lý hơn. Thay vì cái lúc bây giờ cái công việc làm ở trên thành phố thì cái thu nhập nó sẽ tốt hơn. Thì cũng đúng rồi, nhưng mà anh cũng có thể ví như sau này mình già thì mình sau này mình sẽ có thể là về quê. Thì sau đó là về quê thì mình cảm thấy nó có quê hương, cảm thấy nó ấm áp hơn. Thôi em đi. Dạ. Xong ăn uống đi, trời ơi tự nhiên thoải mái đi xong ngồi không vậy? Dạ, tại em anh ngại quá nên ngại cái gì ngại luôn nữa. Hiện tại là hai bạn ở cũng cách xa nhau đi như vậy là khoảng bao lâu thì tới ha? Về địa lý bạn đã em nếu mà ở dưới đó em chủ lên chỗ bàn này cũng cỡ 30 phút. Dạ hả? Rồi nếu vậy thì cũng thuận tiện, gặp nhau cũng thường xuyên chứ không đến nỗi quá khó khăn. Hôm nay mình có đi với ai không? Dạ hôm nay em đi với anh trai em ạ. Anh ruột hả? Dạ. Rồi mời anh vào trong này nha, mời anh ruột của bạn vào trong này. Mình Lê có gia đình chưa? Dạ em đã có gia đình. Có rồi, bây giờ còn lo cho em gái nữa là xong ha. Dạ. Rồi bây giờ mình hãy nói cái suy nghĩ của mình cũng như nhận xét của mình đi nè. Dạ em có nghe cả bạn Nam và Nga hôm nay chia sẻ. Thì thực sự em là anh ruột của Nga, cũng rất hiểu hoàn cảnh của em gái mình. Em gặp nhiều cái nỗi buồn, nhiều cái không may trong cái hôn nhân đổ vỡ đó. Thì em cũng thấy là Nga cũng đã rất vất vả và vượt qua được rồi. Nay thì tinh thần cũng lạc quan hơn, tới với chương trình gặp bạn Nam. Thì bạn Nam thì cũng có hoàn cảnh tương tự giống như em gái mình. Thì em là anh trai, em rất muốn là em gái mình có một cái cuộc hôn nhân nó êm đẹp hơn. Giống như bạn vừa chia sẻ thì thấy bạn là người khá là chín chắn, giọng nói trầm ấm và biết quan tâm tới gia đình. Nên là cũng hy vọng là hai bạn sẽ tạo cho nhau một cơ hội nào đó để chính vì gặp những cái khó khăn bất lợi trong hôn nhân như vậy nên hai bạn chắc chắn sẽ có một cái nhìn sâu sắc hơn trong tình yêu và đến với một mối quan hệ thực sự là nghiêm túc. Trường hợp như thế này đều là những người mà đã gãy đổ rồi, với cái tuổi cũng không phải trẻ nữa, chắc chắn khi mà đến đăng ký tham gia chương trình họ không phải muốn show up ra, không muốn tìm kiếm cơ hội gì mà thật sự họ muốn tìm một cái người để mà đồng cam cộng khổ với mình ở cái cuộc sống về sau. Cho nên cũng hiểu được cái suy nghĩ của anh, nhưng mà anh cũng yên tâm. Lên đây thì đó, giống như mọi người thấy là Tường luôn luôn là đối với những cặp đôi mà đã gãy đổ, Tường thật sự rất là cho họ nhiều cơ hội lắm và thật sự nghiêm túc muốn mai mối cho họ. Còn thật sự gặp nhau là cái duyên, trò chuyện 30 phút trên chương trình thì nó ngắn lắm, chỉ là mình dòm coi được hay không, rồi cái lý trí mình xem nó ổn hay không, một chút cảm xúc thôi. Nếu có là mình thấy đã là được cái cơ hội thì mình nên cho nhau để cơ hội mình tìm hiểu nhiều hơn sau chương trình. Chứ trên đây thì không thể nào mà định duyên, định phận gì trên này được hết ha. Chỉ là cho bạn một cái cơ hội thôi. Thì đó, ý của anh là như vậy rồi. Hai bạn hãy tham khảo thêm nha. Cảm ơn em. Rồi, tiếp tục theo dõi coi em gái mình hôm nay kết quả ra sao. Thì ý kiến người thân cũng rồi, hai bạn tìm hiểu với nhau cũng rồi. Bây giờ mời hai bạn nắm tay nhau ha, 30 giây qua cánh cửa trái tim này. Rồi cảm nhận run quá trời luôn. Cảm nhận về nhau. Mười giây nha. Có cảm nhận như thế nào? Em thấy là chắc là đủ để gọi là mình có thời gian tìm hiểu và sẽ tiến tới với nhau chắc. Cảm ơn hai bạn. Rồi bây giờ thì mình đặt tay vào nút bấm này nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu hơn sau chương trình thì mình bấm mạnh vào. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại ạ. Một. Suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe trái tim mình mách bảo, dùng lý trí phân tích xem đúng sai thiệt hơn được hay không. Chỉ có mình mới biết mình đang cần cái gì thôi. Em thấy anh khá là hiền, chân thành. Còn mình? Em cũng như vậy. Em cần người đàn ông luôn luôn chân thành,
luôn hướng về gia đình. Cho dù là có khó khăn như thế nào thì hai vợ chồng luôn 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 đồng hành với nhau xuyên suốt quá trình lúc trẻ đến lúc già. Và ba. Cảm ơn hai bạn nhé, rất là vui. À, thật sự luôn á, chị Tường cũng đã từng trải qua những cái đoạn giống như hai bạn. Nên chị Tường hiểu để tìm được một người coi thì thấy nó dễ nhưng rất khó. Rồi gặp được nhau đây, bấm nút hẹn hò rồi, đi với nhau được bao lâu lại là một cái vấn đề khác nữa. Giống như chị nói bấm là phải chịu trách nhiệm với nó. Chịu trách nhiệm là sao? Trước tiên thăm hỏi, thăm nôm, thăm qua thăm lại, biết hoàn cảnh gia cảnh nhau. Phải hẹn cà phê, cà phá, ăn uống với nhau vài lần, tiến triển hơn nữa, lúc đó mới càng ngày càng sâu hơn. Chứ còn để mà gắn chặt một mối quan hệ mà từ mới biết nhau là hai người xa lạ mà đến kết hôn là còn rất là xa, và mình đã gãy đổ rồi thì cố gắng nắm là phải chắc. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều, mời qua đây nha. Xin thay mặt cho chương trình gửi tặng em một món quà. Dạ, đây là món quà làm đẹp. Rồi giờ hai bạn nắm tay nhau đi nè, tôi thấy rồi, để tôi nhắm ngắm nghe là coi ổn nha, cặp đôi này xứng á. Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đem về một mình đơn côi. Thật ra là tuổi tác nè, hoàn cảnh nè cũng vừa đủ. Tại vì thực sự có nhiều người lên chương trình, bản thân mình thì gãy đổ nhưng lại không chấp nhận một người gãy đổ thì nó cũng rất là khó. À, tại vì cả hai người mà cùng gãy đổ thì mình mới hiểu được chung, mình mới hiểu cái nỗi mất mát của con cái mình. Còn nếu một người ta chưa trải nghiệm, mình nói đôi lúc người ta cũng khó để hiểu. Cho nên theo cái cảm nhận của Tường là đây là cặp đôi có thể rất là tương ứng. Thì hai bạn cố gắng. Tường thay mặt cho chương trình trước tiên là chúc mừng cho hai bạn. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Chúc cho hai bạn có nhiều sức khỏe. Con cái của mình càng lớn càng mạnh khỏe, thông minh, nghe lời bố mẹ. Và đặc biệt là sẽ có một cái khoảng thời gian hẹn hò tìm hiểu nhau rất là thú vị và vui vẻ. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.